Yudin lộ hàng phản cảm ở Hà Long, công an làm việc với admin đăng tải clip. Nam thanh niên sát hại phụ nữ rồi phi tan xuống giếng. Kiểm điểm cán bộ thi hành án dân sự lộ ảnh nóng với tình cũ. Khởi tố bắt tạm giam kẻ dùng súng cướp ngân hàng ở Đồng Nai. Ngày 15 tháng 9, hàng loạt trường công bố điểm chuẩn đại học. Xin chào quý vị quay trở lại với kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống. Xin kính chúc quý vị và các bạn có một ngày mới tốt lành. Mở đầu bản tin sẽ là thông tin mới nhất liên quan đến vụ team building lộ hàng phản cảm ở Hà Long. Mới đây, Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long, Quảng Ninh đã yêu cầu công an xác minh danh tính và tiến hành làm việc ngay với admin đăng clip và nhóm người tổ chức chương trình team building gây xôn xao dư luận. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long, Quảng Ninh đã có văn bản hỏa tốc, chỉ đạo công an thành phố Hạ Long chủ trì kiểm tra, xác minh và xử lý nội dung thông tin clip Team Building phản cảm. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long chỉ đạo phòng văn hóa và thông tin thành phố, phối hợp cùng các ngành chức năng, Ủy ban Nhân dân các phường và những doanh nghiệp quản lý khai thác các bãi tắm công cộng trên địa bàn, kiểm tra rà soát các bãi tắm, công viên đại dương, tuần châu, hòn gai, để đối chiếu với hình ảnh trong đoạn clip có hình ảnh phản cảm về nhóm du khách nữ cởi áo chơi team building được cho là tổ chức trên khu vực bãi biển thuộc thành phố hạ long nhưng qua quá trình kiểm tra ra soát thực tế tại từng điểm cơ quan chức năng chưa xác định được địa điểm phù hợp với hình ảnh trong đoạn clip đã đăng tải trên mạng xã hội vì vậy, Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long chỉ đạo công an thành phố Hạ Long phối hợp cùng các ngành chức năng kiểm tra xác minh làm rõ nguồn gốc clip, địa điểm, đơn vị tổ chức và xác định những người tham gia chương trình team building để tham mưu cho thành phố xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, thành phố Hạ Long cũng yêu cầu công an xác minh danh tính và tiến hành làm việc ngay với admin đăng clip và nhóm người tổ chức chương trình team building đó. Trước đó mạng xã hội lan truyền tay nhau những hình ảnh đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm du khách nữ chơi team building được cho là trên bãi biển Hạ Long tỉnh Quảng Ninh. Đáng nói, nhóm du khách này ăn mặc khá phản cảm trong lúc tham gia các trò chơi. Thậm chí quanh khu vực này có nhiều người gồm đàn ông, người già, trẻ nhỏ qua lại. Được biết, vụ team building này đã diễn ra từ 2 năm trước, tuy nhiên vẫn cần khẩn trương làm rõ sự việc. Đến sáng ngày 14 tháng 9, Ủy ban Nhân dân thành phố giao cho các phường có bãi tắm trên địa bàn tiếp tục ra soát thông tin, bên cạnh đó tăng cường quản lý nhà nước đối với các hoạt động diễn ra tại bãi tắm công cộng trên địa bàn. Hiện vụ việc đang nhận được sự quan tâm chia sẻ và bàn tán rầm rộ trên mạng xã hội. Timberdin vốn là trò chơi gắn kết tinh thần tập thể tạo sự gần gũi thân thiết giữa các thành viên trong công ty, doanh nghiệp, hay nhắm bạn. Tuy nhiên vui thôi, đừng vui quá. Không nên để sự quá khích của cá nhân làm ảnh hưởng đến hình tượng tập thể, cũng như khiến những người xung quanh có cảm giác không thoải mái. Vụ nhóm khách nữ trên bãi biển Hạ Long vẫn đang tiếp tục được điều tra và làm rõ. Và với trường hợp như trên, cần có biện pháp pháp lý rõ ràng, hợp lý để răng đe, làm gương cho mọi người. Hy vọng sau sự việc này sẽ không có đoàn khách nhóm người nào vướng phải trường hợp đáng bị phê phán tương tự. Vừa qua trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã xảy ra một vụ án mạng rúng động dư luận. Theo đó, chỉ vì mâu thuẫn với vợ, nam thanh niên đã bỏ ra khỏi nhà rồi ra tay sát hại một người phụ nữ đang tưới cà phê, giở trò đồi bại với nạn nhân rồi phi tang xuống giếng. Mới đây, Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Ra Lan Giang. Sinh năm 2001, trú tại Rong, huyện Chư Pư, tỉnh Gia Lai, tù chung thân. Theo hội đồng xét xử, vào tối 14 tháng 3, Giang đi nhậu với bạn bè rồi trở về nhà vợ. Tại đây thấy mọi người trong nhà đang tổ chức ăn nhậu nên Giang ngồi nhậu tiếp. Trong lúc nhậu, giữa Giang và vợ xảy ra mâu thuẫn, cự cãi, nên Giang bỏ đi bộ theo lối mòn ở rẫy người dân về nhà mẹ đẻ. Khi cách nhà vợ khoảng 500 mét, vì mệt quá nên Giang ngủ tiếp đi. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, Giang tỉnh dậy đi bộ quay lại nhà vợ, khi đi qua rẫy nhà chị TTH sinh năm 1976, trú tại huyện Chư Pư, thì thấy chị này đang một mình tưới cà phê nên Giang nhặt một khúc cây gây thương tích cho chị H. Khi Giang chuẩn bị giới trò đồi bại thì bất ngờ chị H vùng dậy. Thấy vậy, Giang ra tay sát hại chị H rồi thực hiện hành vi đồi bại. Sau đó, Giang kéo chị H phi tan xuống giếng nước gần đó cùng với chiếc xe máy của nạn nhân rồi đậy nắp lại. Giang về nhà nằm ngủ và những ngày sau đó vẫn đi làm thuê, sinh hoạt bình thường với gia đình không thấy chị H trở về, người nhà đi tìm và phát hiện nạn nhân cùng chiếc xe máy dưới giếng nên báo công an. Đến ngày 28 tháng 3, khi bị lực lượng chức năng triệu tập làm việc thì Giang mới khai nhận hành vi phạm tội của mình. Chỉ vì một chút mâu thuẫn nhỏ với vợ mà Giang đã ra tay sát hại một người vô tội để giờ đây phải đối diện với vòng lao lý. Hy vọng cơ quan chức năng sẽ có những bản án đích đáng và nghiêm khắc dành cho kẻ này để làm gương và kịp thời giáo dục, răng đe và phòng ngừa tội phạm chung. Liên quan đến vụ cán bộ thi hành án thuộc Chi cục thi hành án dân sự huyện Yên Định Thanh Hóa để lộ ảnh nóng với người yêu cũ gây xôn xao dư luận, mới đây cán bộ này đã bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách. Tuy nhiên, do hết thời hiệu kỷ luật, nên đơn vị quản lý cán bộ này chỉ tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm. Cục thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa vừa có báo cáo kết quả xác minh thông tin ông NJD là chấp hành viên sơ cấp, Chi cục thi hành án dân sự huyện Yên Định bị tố vi phạm đạo đức lối sống, có quan hệ tình cảm với người khác khi đã có gia đình. Trước đó, Cục thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa nhận được đơn tố cáo của công dân về việc ông NGD lộ ảnh nóng với một người phụ nữ có gia đình và bị tố vi phạm liên quan đến tệ nạn xã hội tham gia đánh bài. Ngay sau đó, Cục trưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa đã thành lập đoàn kiểm tra, xác minh, làm căn cứ xử lý. Quá trình làm việc với đoàn kiểm tra, ông Đê thừa nhận người đàn ông trong bức ảnh nóng với một người phụ nữ chính là ông này. Ông Đê cũng giải trình với đoàn kiểm tra hình ảnh trên được chụp vào khoảng năm 2014-2015 trong một lần gặp lại người yêu cũ. Do thời điểm ông NJD có hành vi vi phạm từ năm 2014 đến năm 2015 đến hành vi vi phạm bị phát hiện là ngày 30 tháng 11 năm 2021. Qua đó, Đối chiếu với quy định tại khoản 1 điều 80 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 được sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức năm 2019 thì thời hiệu đã hết hiệu lực. Ông N D là đảng viên sinh hoạt tại chi bộ chi cục thi hành án dân sự huyện Yên Định nên bị xem xét xử lý về đảng viên. Đối với ông D.D. Ngày 22 tháng 5, Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Yên Định đã tổ chức cuộc họp kiểm điểm và xem xét hình thức kỷ luật đối với ông NJD. Kết quả 11 11 cán bộ đồng ý kỷ luật ông D bằng hình thức khiển trách. Căn cứ quy định 102-2017 của Bộ Chính trị quy định về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm thì thời hiệu xử lý kỷ luật bằng hình thức kỷ luật khiển trách đối với ông D đã hết. Do Chi cục thi hành án dân sự huyện Yên Định không thi hành kỷ luật, nên Chi cục thi hành án dân sự huyện Yên Định yêu cầu ông Đê phải kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc, trách nhiệm của người đảng viên. Mới đây công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Huy Dũng, kẻ nổ súng khống chế nhân viên ngân hàng để cướp hơn 900 triệu đồng, rồi tẩu thoát ở thành phố Biên Hòa để điều tra về hành vi cướp tài sản. Theo hồ sơ vụ án, khoảng 15 giờ ngày 8 tháng 9, Dũng đi bộ vào phòng giao dịch chi nhánh ngân hàng Vietcombank ở thành phố Biên Hòa Đồng Nai, rồi bất ngờ rút súng uy hiếp buộc nhân viên ngân hàng đưa tiền. Lúc này bên trong ngân hàng có khoảng gần 20 khách hàng đang giao dịch. Khoảng một phút sau, nhân viên ngân hàng để tiền vào túi màu đen đưa cho Dũng sau đó, Hằng nhanh chóng chạy ra ngoài hướng quốc lộ 51, lấy xe máy tẩu thoát. Khi tẩu thoát, Dũng chạy lòng vòng không theo một đường cố định, rồi quay về lại địa điểm cũ để thay quần áo. Sau đó, nghi phạm giấu bộ áo quần màu đen, súng tiền, tại ba nơi khác nhau, chỉ mang một ít về nhà. Trung tá Vũ Nhật Hồng Phúc, trưởng phòng cảnh sát hình sự PC02 Công an tỉnh Đồng Nai nhận định, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng nên đã nhanh chóng chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự toàn tỉnh tập trung và đến khám nghiệm hiện trường, truy vết nóng nghi phạm. Đồng thời, thông báo cho công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận tổ chức chốt chặn để phát hiện đối tượng. Sau khi khám nghiệm hiện trường, công an tỉnh Đồng Nai xác định nghi phạm gây án đi một mình và sử dụng chiếc xe máy. Quá trình lên danh sách rà soát sàng lọc nghi phạm trên địa bàn toàn tỉnh thì Lê Huy Dũng được đặt ra nghi vấn hàng đầu. Đến 0 giờ 25 phút cùng ngày, Lê Huy Dũng bị bắt khi đang trốn tại khu công nghiệp Long Đức, huyện Long Thành, Đồng Nai. Tại cơ quan điều tra, Dũng khai thời gian gần đây làm ăn khó khăn dẫn tới nợ nần túng quẩn và bài bạc, cá độ đá banh nên lên kế hoạch cướp ngân hàng. Dũng đặt mua súng và đạn trên mạng xã hội cho tới khu công nghiệp Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tìm hiểu ngân hàng. Tên này sau đó che đen biển số xe máy, mặc áo khoác đen, đeo khẩu trang, đến phòng giao dịch Tam Phước, chi nhánh Vietcombank, thành phố Biên Hòa, thực hiện hành vi phạm tội. Đến nay, cơ quan công an đã thu hồi số tiền hơn 700 triệu đồng trong tổng số hơn 900 triệu đồng mà Dũng cướp đi và thu giữ một số tăng vật liên quan để phục vụ điều tra. Thưa quý vị, tính đến nay đã có khoảng 40 trường đại học thông tin về thời gian công bố điểm chuẩn xét tuyển đại học năm 2022. Theo kế hoạch, thời gian công bố sớm nhất là 17 giờ ngày 15 tháng 9 và muộn nhất là ngày 17 tháng 9. Tất cả các trường đại học sẽ công bố điểm chuẩn, danh sách trúng tuyển đại học. Theo ghi nhận chung mức điểm chuẩn năm nay có sự biến động tại khu vực phía Nam, trong đó nhiều ngành học sẽ tăng từ 0,25 đến 2 điểm. Theo lịch tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 14 giờ ngày 15 tháng 9, các trường tải về kết quả xử lý nguyện vọng lần thứ 6 từ Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sau đó, các trường nhập mức điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển lên hệ thống, ra soát và công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 năm 2022 và hoàn tất việc này trước 17 giờ ngày 17 tháng 9. Hiện tại, các trường đại học hoàn thành xong ngày lọc ảo thứ ba. Năm nay, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội tiếp tục là đơn vị hỗ trợ kỹ thuật nhóm trường phía Bắc. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đang chủ trì nhóm lọc ảo của các trường phía Nam. Kết thúc mỗi lần lọc ảo, các trường sẽ xuất kết quả và đưa vào luồng lọc ảo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Qua mỗi lần lọc ảo của Bộ, từng trường sẽ lấy kết quả phân tích ra soát xuất kết quả xét tuyển dự kiến và nhập vào hệ thống để thực hiện lọc ảo các lần tiếp theo. Dự kiến ngay trong tối 15 tháng 9, nhiều trường đại học sẽ công bố điểm chuẩn phương thức xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 và kết quả xét tuyển chính thức tất cả các phương thức. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trước 17 giờ ngày 17 tháng 9, các cơ sở đào tạo thông báo thí sinh trúng tuyển đợt 1. Tại phía Bắc Trường Đại học Bách khoa Hà Nội dự kiến công bố kết quả xét tuyển đại học năm 2022 vào ngày 15 tháng 9, trường sẽ gửi giấy báo trúng tuyển về nhà cho thí sinh. Còn trường Đại học Quốc gia Hà Nội dự kiến công bố kết quả xét tuyển đại học năm 2022 vào ngày 17 tháng 9. Với các trường phía Nam, trường Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh còn dự kiến công bố trúng tuyển vào ngày 15 tháng 9. Thí sinh tự tra cứu kết quả trúng tuyển trên cổng tuyển sinh của trường và nhận giấy báo trúng tuyển khi đến trường làm thủ tục nhập học trực tiếp. Trường không gửi giấy báo trúng tuyển về nhà cho thí sinh. Một số trường đại học khác cũng dự kiến thời gian công bố điểm chuẩn trong chiều 15 tháng 9 như. Trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Kinh tế Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh. Còn Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh sẽ công bố danh sách thí sinh trúng tuyển trước 17 giờ ngày 17 tháng 9 trên trang tuyển sinh của trường. Nối tiếp bản tin sẽ là một số thông tin quốc tế liên quan đến tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine. Mới đây, Lầu Năm Góc cho biết một số nhóm quân Nga đã từ Kharkov vượt qua biên giới để về nước trong bối cảnh quân đội Ukraine đang tiến hành chiến dịch phản công ở đông bắc nước này. Thư ký báo chí Lầu Năm Góc, tướng Pat Ryder, nói với các phóng viên trong cuộc họp giao ban vào hôm 13 tháng 9. Chúng tôi thấy một số nhóm quân Nga, đặc biệt là ở phía đông bắc khu vực Kharkov, đã vượt qua biên giới để về nước khi họ được lệnh rút quân sau chiến dịch phản công của Ukraine. Trước đó, Nga tuyên bố rút bớt lực lượng khỏi khu vực Kharkov, tái triển khai theo hướng Donetsk nhằm đạt được mục tiêu giải phóng Donbass. Tuy nhiên, Kiev đã ăn mừng động thái này như một chiến thắng vang dội của chiến dịch phản công. Cũng theo ông Ryder, Mỹ không ngạc nhiên khi lực lượng Ukraine tiến công nhanh chóng đến thế. Nhưng dựa trên báo cáo về phản ứng của quân đội Nga, có lẽ chính người Nga đã bị bất ngờ trước đà tiến quân của Ukraine. Trong bài phát biểu mới nhất vào hôm 13 tháng 9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Khoảng 8.000 km vuông lãnh thổ đã được giải phóng bởi các lực lượng Ukraine trong tháng này, phần lớn trong số đó là các khu vực phía nam và đông bắc đất nước. Cố vấn của ông Zelensky cũng cho biết họ đã tiến hành chiến dịch giải phóng hơn 300 khu dân cư trong 4 ngày. Có thể thấy cuộc phản công của Ukraine dường như đã đạt được tiến triển ở khu vực phía bắc và gây bất ngờ về tốc độ. Lần đầu tiên kể từ khi xung đột nổ ra, các lực lượng Ukraine có thể vượt qua tuyến phòng thủ của Nga ở cấp độ chiến thuật. Bước đột phá này của Kiev diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Nga Putin tăng cường sức ép lên thị trường năng lượng châu Âu. Hiện các quan chức Ukraine đang chạy đua với thời gian để chứng minh cho đối tác phương Tây thấy rằng họ có khả năng giành thắng lợi. Thưa quý vị, giá điện và nhiên liệu tại EU đã tăng vọt kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine vào hồi cuối tháng 2. Các biện pháp trừng phạt đáp trả qua lại giữa phương Tây với Nga khiến cho lưu lượng khí đốt Moscow cung cấp cho châu Âu giảm đáng kể. Đáng chú ý, mới đây EU đã đưa ra đề xuất áp giá trần khí đốt Nga để kiềm chế nguồn thu của Moscow, vừa kiểm soát giá năng lượng khu vực. Tuy nhiên, theo một tài liệu bị rò rỉ, giới chức Liên minh châu Âu EU sẽ từ bỏ kế hoạch áp giá trần với khí đốt Nga, nhưng để mạnh áp thuế đối với lợi nhuận của các công ty năng lượng. Cụ thể, bản dự thảo quy định của EU mà báo The Guardian tiếp cận được không có nội dung áp giới hạn giá đối với khí đốt của Nga cũng như đối với khí đốt nhập khẩu sau khi các quốc gia thành viên chưa thể nhất trí về các biện pháp hạn chế như vậy vào tuần trước. Tuy nhiên, EU dự kiến sẽ áp thế với lợi nhuận thẳng dư của các công ty dầu mỏ và khí đốt. Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC Ursula von der Leyen dự kiến sẽ công bố kế hoạch của châu Âu về việc đối phó với giá điện tăng cao khi bà có bài phát biểu vào ngày 14 tháng 9 nội dung công bố cuối cùng có thể thay đổi nhưng bản dự thảo đã tiết lộ rằng eu nghi ngờ về việc có đạt được đủ sự ủng hộ từ các quốc gia thành viên hay không về vấn đề áp giá trần lên khí đốt nga các quốc gia thành viên eu nhập khẩu lượng lớn khí đốt từ nga trong đó có hungary slovakia và áo đã lên tiếng phản đối việc áp giá trần với khí đốt nga vì họ lo ngại moscow sẽ cắt đứt dòng chảy khí đốt khiến đất nước của họ rơi vào suy thoái Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã đe dọa sẽ ngừng xuất khẩu năng lượng sang châu Âu nếu EU áp giá trần. Trong nhận định liên quan, báo Asia Times ngày 13 tháng 9 cho biết rằng các vết rạn nước đang bắt đầu xuất hiện trong EU về vấn đề xung đột Nga-Ukraine. Trong khi các nước như Ý hướng tới nới lỏng biện pháp trừng phạt với Nga, thì các nước vùng Baltic và Đông Âu vẫn ủng hộ mạnh mẽ Ukraine, cũng như tán thành lập trường cứng rắn hơn với Moscow. Cả Nga và phương Tây gần đây đều tung đòn nhằm gây sức ép lẫn nhau trong cuộc đối đầu năng lượng giữa lúc cuộc xung đột tại Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Ngay từ khi bắt đầu những căng thẳng với phương Tây, Nga đã xây dựng chiến lược nắng dòng năng lượng sang châu Á, chuẩn bị cho kịch bản xấu làm mất đi những khách hàng truyền thống ở châu Âu. Có thể thấy kết quả của cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay sẽ thay đổi sâu sắc cả Nga và EU. Cuối bản tin sẽ là một số thông tin về tình hình thời tiết. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ đêm 15 tháng 9 đến khoảng ngày 17 tháng 9 ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 150 mm một đợt, có nơi trên 200 mm một đợt. Những nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, khu vực Hà Nội có mưa vài nơi sáng sớm, có nơi có sương mù, ngày nắng, gió nhẹ. Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 15 tháng 9 Hà Nội có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, riêng Hòa Bình từ 33 đến 35 độ. Phía đông bắc bộ có mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, riêng vùng núi đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày nắng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm có mưa rào vài dông vài nơi, ngày nắng. Riêng phía Tây tối nay và chiều tối có mưa rào vài dông rải rác, cục bộ có mưa to gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào vài dông vài nơi. Riêng tối nay và chiều tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng tối nay và chiều tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin phát sóng hàng ngày của chúng tôi ngày hôm nay. Hy vọng với những tin tức thời tiết vừa rồi sẽ giúp cho quý vị sắp xếp lịch trình di chuyển cũng như kế hoạch phù hợp để có được một ngày mới vui vẻ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên ấn like và subscribe ủng hộ kênh của chúng tôi nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những bản tin tiếp theo.